sinh tồn. Oxygen not included. Vơ vẩn cái mồm. Xã hội chủ nghĩa. Đố game này nó game này chơi một mình chơi vui nhưng mẹ mà chơi nhiều người nó đâu chơi stream nó không hay đâu. Tại sao? Tớ tưởng chơi có người thì vui hơn. Mày nói như lốp xe ra đâu vậy? Chú non ý. Rồi. Điền kinh sức mạnh còn giữ được, còn giữ được này. Con đổi này, con đổi tên thành mẹ mày ngốc. Gu rừng. Nhưng mà ngẫu sinh hơn. Ngẫu sinh ngày, hơn. Ngày to đâu được, ngày to, ngày không đánh giám không được, đâu được đánh giám sâu lắm. Ngẫu đánh giám nha, mẹ mà dạy nha. Đâu. Rồi. Rồi tí tìm cái đây, ôi cái thằng này mạnh này. Ui mẹ mày thằng này đáy ở nhiều. Cũng được. Đáy ở nhiều. Mày ăn lắm ở nhiều á. Giống tao đấy. Hợp lý rồi đấy. Giống tao đấy. Đào. À, con thả bom. Đâu chó đâu. Chờ tí. Đào mình chơi đúng hôm nay thôi mà. Chờ đi tìm nó cái. Con đánh rắm là con nào? Đang roam chờ tí. Đánh rắm là con nào? 7 nông nghiệp, đây rồi. Đây gọi đây tao gọi đây là kinh trác. Chậm dù. Điều nữ ngẫu một cái hợp nhất. Chính đầu ấy. Holy shit. What? Gu rừng. Đúng rồi đấy. Ăn hại planet. Ăn hại planet. Nói cầm. Chơi đi. Không phải nghiện à? Không phải nghiện à? Nghiện mà nghiện không? Vơ va vẩn đánh chết gà bây giờ. Bao lại cái. Đấy quy tắc chung bao lại cái đào từ từ đổi điện thoại chỗ khác cái. Đây. Đào sang đây này. Ok. Đào xa thế. Phải đào xa mà. Cái đá trông nó hơi nó vô duyên thế. Xa thế. Đào đi. Đào đi. Anh làm ít nhiều. Anh làm ít nhiều. Đấy, đào đi. Đào đi hỡi những con chiên của ngỗng. Đây là mày mà. Đấy mẹ, đào ngu, đào ngu. Ngã này. Ây, ngã này. Nào. Ây ạ. Nào, ớ kìa. Từ từ. Dừng khoáng chừng là 2 giây. Đủ mà. Chết con mẹ kinh. Sao mẹ phải tao mày ngu ấy nhỉ, chết mẹ rồi. Ôi trời ơi. Ủa mà, từ. Đánh nhờ kiểu gì luôn. Lãnh đạo như Bìu vậy. Còn ông đảo ngu quá, mẹ chết con mẹ người. Chú ấy. Có mà chú ấy. Đúng rồi, được rồi. Rồi nha, kỹ thuật chơi game ấy là như nào mà đào xuống đây từ rừng. Tính nào mẹ mày, mày cứ mẹ mày. Ba ô này. Chú ấy. Cái đậu mà. Mẹ hớ ra là đổ tội cho ngỗng. Chả hiểu cái gì. Ok. Toan nè. Chú. Sao? Chú thì phải bao dung. Tao xin mày đấy ngỗng ơi. Chồng nó ngu không? Cháu đéo ngu như thế. Chồng có ngu không?
kiểu ngu như thế. Lại trèo xuống, lại trèo xuống, lại trèo xuống, lại trèo xuống ạ. Đấy đúng rồi, ưu tiên 9 này. Làm toilet cái. Làm toilet. Bị. Lạnh á. Bị thôi. Đúng rồi, xử lý đây. Ố, cái gì đấy? Cái gì mà rơi xuống đấy? Đá đấy. Đó, sự thiên tài trong cái mẹ nó xây dựng đấy, hiểu chưa? Thôi. Quy hoạch thành phố mà địch cao như tao mới phải sống ở cái thành phố mà. Đấy. Thôi. À, thôi. À, chú không lấy cháu ấy con tóc ngắn một đen. Nói ra Hello anh trai. Cảm ơn Tân nhá, ôi vãi cả bìu, cảm ơn Tân nhá. Nghe đều nét càng quen, biết ngay mày mà. Ôi lại bắt đầu. Công nghiệp. Tiếp tục công nghiệp. Cảnh sát, cầm mồi cảnh sát đang đi ở đây cậu. Nhắm. Kính chạng lắm đi. Các bạn lắm ấy. Ê, kính chạng lắm vãi, đuổi ra ngoài. Chíp nhìn cái tướng ngủ kìa. Xong có chán không? Dạ kìa. Ngủ sắp đến này lép bú đấy. Đúng không? Ở kìa. Mẹ. Ngủ sắp đến này lõm ngực bây giờ chứ gì? Giết nó, tuấn, ơ kìa. Cảnh sát của tao mất ngủ, cảnh sát của tao mất ngủ đấy à. Tao với cảnh sát bảo vệ con ngỗng khỏi việc mất ngủ. Thấy chưa? Đúng là một bậc tiền bối phải đáng trân trọng. Thật lâu không chơi, tao quên mất cách chơi game rồi. Đây này. Ô, đéo đủ kìa. Sao? Là đông con trai bảo vệ con gái có gì đâu. Không, mày đâu, mày là ngỗng mày con gái. Alo. Gì vậy? Ngỗng là con gái, được không? Không. Xử lý nhanh lên. Cảnh sát, nhanh lên. Ok. Gì đây? Ok. Tao xin mày đến ngỗng ơi. Mẹ mày đồng đội. Sao không đào bên này đấy, ok? Nó đéo phải cháu. À, phải thợ mỏ sơ cấp mới đào được. Vãi cả bìu, quên mất cụ đấy. Hỏng rồi. Hết đồng rồi, từ phải mở rộng lấy thêm đồng. Đồng đâu nhỉ? Bỏ đồng đâu? Đây, đồng đây. Đồng đây. Đây, đây trên này. Okay. Đúng rồi, đế chế mất não mà. Mày dìu sắc áp. Ngỗng không ngu nha, ngỗng rất là khôn, ngỗng không hề ngu. Mày không ngu thì ai ngu? Tất cả là tại chú Tuân. Yêu cầu bồi thường. Thôi đi. Phí tổn tinh thần. Ok, sai. Đây này. Đây này, đúng. Sao chú lại có thể tại sao chú có thể IQ shaming như thế? Thì tệ thật. Tao tệ mà, tao biết. Ấy, cùng nhau xây dựng kinh nha. Kinh không. Mà cái thế giới này nó bị thiếu đồng đấy nhỉ? Thiếu cu. Nó bị thiếu thiếu cu. Không, nó bị thiếu trí thông minh. Đây, sang đây mở rộng đào hết chỗ này đi. Đồng tất cả là vì chú, tại vì chú, bởi vì chú là lãnh đạo nên nó bị thiếu sự thông minh. Vì vậy. Nhanh đấy. Cái màu xanh xanh đấy là gì đấy? Oxy. Cái này oxy á? Oxy đấy, đá oxy, nó cho mình oxy. Ồ. Mày non như lốp xe vậy. Ok kìa. Đấy. Ủa gà. Mẹ
tí lại nữa mà ăn trong toilet thì thề, hứa đảm bảo. Oxy not included. O2 là để yên để mình cho oxy nó tự trả tí hết em mà. Đá oxy. Đấy, nó cứ tụ dần kg này, đấy tụ hết còn không là xong là tự vỡ. À, nghĩa là nó có hạn nữa hả? Ừ, hạn nước đây, nhưng mà tao là người yêu môi trường tao dùng mẹ mày gì nhỉ? Ping con thỏ. Ping chạy bằng sức người, điện mà chạy bằng sức người. Nối điện này, real quick. Điện đất, điện nối đất thấy chưa? Điện chạy bằng cơm. Tao giao điện việc này cho cơm. Để đúng với chủ nghĩa xã hội đấy thì sao? Kênh Trác sẽ chạy. Kênh Trác sẽ lo việc cung cấp. Bóc lột Kênh Trác thì không sao. Bóc lột gì? Các bạn thông cảm đúng không? Các bạn hy sinh vì chủ nghĩa xã hội đúng không? Đúng. Lạ các bạn. Đấy, cả ngày chỉ có đi ăn làm việc xong đáy à, mẹ thề. Con người. Kém thắc mình. À, mình quên lấy nước nhỉ. Quên. Mình chết mẹ rồi, sai sách rồi. Ở đây dưới này. Phá ngay đi. Mẹ tất cả vì mày ấy không ạ, mày chui dưới đấy, mẹ mất cái mẹ cái này của tao. Thề. Cháu chắc đâu, đích sự gì. Phá đi. Bốc lên đi. Lại ngủ à. À phải xây giường, quên mất. Lâu đéo chơi game, quên mất. Lâu đéo chơi rồi. Mày làm cái giường, à không, đéo phải giường, giường đâu nhỉ? Giường, ở đây giường. 1, 2 and 3. À, cháu với Chắc nhỉ, cháu với Chắc này. Kênh Chắc đâu à? Đè. Chú có thể đổi tướng ngủ được không? Ngủ như này làm sao mà cháu có ngực ạ? Ây ạ, đau lưng quá. Lép xẹp. Bây giờ này. Ây ạ. Ấy đây kinh chắc Kinh Chắc khỏe quá. Thằng nhìn giống bóc lột sức lao động vậy. Không mà các mày nhìn mặt nó cười không? Đang cười đây. Đấy. Nó có cười đéo đâu. Cười. Mẹ mày không thấy cười nhưng tao thấy cười mẹ mày. Không cười. Mà Kinh Chắc đang cười đấy. Kinh Chắc đang thấy mẹ mày tự hào bởi vì cống hiến cho chủ nghĩa xã hội đấy. Không cười đúng không? Oxy sắp hết rồi kìa. Không sao, oxy đến ngay tao cho ngay. Đây, oxy ngay cho ngay. Làm ngay đâu nhỉ? Không, ở trên ý. Oxy, ông oxy nhẹ hơn không khí đúng không? Đúng không? Oxy nhẹ hơn không khí thì oxy sẽ bay lên đúng không? Bay lên thì mình để ở dưới cùng này đúng không? Hợp lý. Không, tao phải để đây hơn, kể bẹt ra. Khoa học rồi nhỉ? À, mấy con giống khóa khác mẹ thề. Tao không khóa mày. Nhưng mà cháu chỉ biết oxy. Oxy nặng hơn không khí à? Nặng hơn không khí à? Cháu chỉ biết oxy nhẹ hơn COY thôi chứ cháu chưa nghe thấy oxy nhẹ hơn khí bao giờ cả. Mẹ mày đã bảo hội liệt hóa hỏi nhiều cay thế nhỉ? Đấy oxy đấy này. Sai đấy. Đấy. Và như một con người đỉnh cao thì tao sẽ là người nghiên cứu khoa học. Bởi vì tao giỏi. Đúng không? Hợp lý không? Người giỏi vừa bảo oxy vừa bảo oxy nhẹ hơn không khí mọi người ạ. Người giỏi đấy. Kệ mẹ tao. Người giỏi đây. Ê, xem kỹ năng đâu nhỉ? Đây kỹ năng này. Đây, thằng tao đào bới. Con nào khoa học á? Mày khoa học á? Đi đâu? Phi lý. Không thực tế. Rồi, nghiên cứu khoa học vậy. Real quick. Okay. Thế giới hay tàn rồi. Không, nó hơi nhiều rồi đấy. Đi rồi đấy. Nghiên cứu đi.
Phá chưa? Phá rồi. Nước. Oxy nhẹ hơn không khí mà đòi làm. Ôi trời ơi. Oxy nhẹ hơn không oxy nặng hơn được, mày điên. Oxy nhẹ hơn mà, nặng hơn sao được. Nếu tao nhớ không nhầm phải không? Giờ mở rộng địa bàn cái. Cả màu nói hơi nhiều đấy, đánh nhau không? Đánh nhau luôn. Chú nghĩ cháu sợ chú á? Cháu có ô dù ấy. Chúi mẹ mày ô dù. Loại ô dù nhà mày thì mẹ mày tao chẳng đấm mấy phát. À, thế luôn. Cháu mách cô kiểu. Chúi mẹ. Cháu mách cả mẹ chú luôn. Ấy, đáo đấy. Ấy, đấy là trong khi mẹ canh chác và con ngỗng mẹ làm việc tay chân tao làm việc khoa học không? Hợp lý nhất rồi. Phân chia công việc thật hợp lý. Hai mươi kg để ăn rồi, thoải mái đấy. Thôi mọi người ơi đừng. Ok, đừng, sao con ngỗng đang chạy này? Bao lâu con ngỗng này? Hợp lý rồi. Đấy, bây giờ nhanh không? Đấy là mẹ mày cắt. Người hăng say mẹ xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặc biệt là tao. Tao là mẹ nhân trực tư nhân tố quan trọng nhất. Đúng tôi. Ok, có thêm người mới. Đúng tôi. Không, tao gọi lấy cái này thôi. Tao không lấy mấy thằng đâu. Lấy bây giờ không đủ khả năng chăm sóc ấy. Cảm ơn. Cảnh sát làm việc đây. Cảnh sát ơi, ngỗng với cảnh sát lật đổ chính quyền ấy. Cảm ơn. Tao đang điều khiển tất cả. Chạy mẹ đừng nói rồi, chạy đi. Nói rồi, chạy đi. Đéo chạy đi mẹ, đừng có chạy. Chạy này. Mày đang chạy đấy. Đi xuống. Mày đang chạy đấy. Ai ạ, đấy, xuống. Kéo thì phải chạy, đi xuống. Không làm việc cho người này nữa. Đi, đào ấy, đào ấy, đào ấy. Chăm chỉ đấy, chăm chỉ đấy, rất chăm chỉ. Mẹ nhìn cay quá. Lại mà không cay đi. Mẹ muốn đấm ghê. Đấy, ngông đi. Yeah. Đấy, đi. Cảnh sát đi tiếp. Cảnh sát đi tiếp. Đấy, đi. Về ngủ thôi. Đánh giá cao đấy, like luôn tao ấy. Ở kênh chắc like, kênh chắc thích mà. Kênh chắc thích phải làm việc mà, đúng không? Tốt nhất là ngỗng phải dislike lật đổ chính quyền thôi. Cảm ơn, ngủ mẹ mày đi. Cái lúc lật đổ rồi. Ê, mày muốn nghe ngỗng hay làm tập ngỗng? Mà mẹ chú hay kể với chú khi hồi nhỏ không? Chú hay kể với mẹ chú hay bảo với chú ấy là gì? Tao hay hỏi mẹ tao là gì? Là mẹ ơi, có phải con được sinh ra từ những vì tinh tú không? Mẹ tao thường nhẹ nhàng trả lời với tao câu là ngủ mẹ mày đi. Hỏi nhiều thế. Nghiên cứu ấy, mẹ ấy nói rồi. Cách mạng thôi. Okay, sao tao chạy này? Tuốt xuống. Mẹ. Chạy đi. Đủ má. Ai rồi cũng phải chạy thôi. Ok, nào. Đấy, ngỗng nghiên cứu ấy này. Ngỗng thông minh mà. Đấy, trong khi đấy kinh trác, làm việc tay chân. Chú ấy đang chạy hụt cất kìa. Mà tao chạy rèn luyện sức khỏe. Thôi. Bụng toàn mỡ. Chạy được bao lâu? Trong khi đấy kinh trác. Đấy, đúng rồi, đấy, đúng về đúng vị trí của mình rồi đấy. Đúng hợp lý rồi đấy. Đào đây, đúng rồi, kinh trác và ngỗng đào đây. Mọi người ơi, lật đổ chính quyền thôi. Lật cái lâu nào được. Lật được. Đây nào, chậu cây làm nông nghiệp cái. Nó sắp tới rồi, xử lý cái chứa cửa kia nhỉ. Tôi quên làm cái kia nhỉ, tôi quên làm cái kia, quên mất rửa tay mẹ mà, chết mẹ. Tôi xử với nhân dân này tội. Quên mất cái vụ mẹ rửa tay, quên mất mẹ lấy giờ mẹ cứ ngồi, mày cứ đứng mất tập trung, mẹ quên mất rửa tay rồi. Bọn từ nãy giờ đi à, xong ăn cơm luôn ấy, khổ quá cơ. Anh đặt biểu kinh mà anh. Tại mày đấy. Tại thú ấy. Lãnh đạo như thế à? Đây. Nghiên cứu tiếp. Gì ấy nhỉ? Mình cần gì ta? Lâu đéo chơi game phải quên mẹ hết rồi. Đây.
Ờ kìa chú, mặt cười, bóc lột sức lao động quá. Không, cảnh sát thích mà, cảnh sát đang cười mà, thấy chưa? Cảnh sát đang cười, nhìn thấy niềm vui trong khuôn mặt này không? Đấy, vui, đấy, vỗ tay, yeah. Không, không, chả vui. Vui? Không, cảnh sát không vui nhưng tao vui. Đéo. Rồi, cái đổi hướng là hướng... Đấy. À, nhằm hướng này, hướng ra ngoài, đi đi xong ra đây. Đấy, đi xong rửa tay. Hợp lý. Chuẩn rồi đấy. Mình có cái tái chế chưa nhỉ? Mình có tái chế chưa? Chưa có tái chế. À đây có rồi. Đấy. Ủa số oxy nhiều thế này mà không phá đi lấy từ lấy phá lấy tí oxy chứ. Đấy. Đỉnh hơn rồi đấy. Không chả đỉnh gì cả. Chậm thế nhỉ? Ngốc làm đi cậu, đuổi, làm đi. Đúng rồi. Mẹ bỏ máy xuống, đừng làm. Mẹ cái gì phải nghe theo cái người này. Hợp lý rồi đấy, không đào mẹ luôn đi. Ơ nhưng mà đấy có đá oxy mà. Kệ nó, đây là gió thoát, gió thoát khí này. Đấy, cái chắc vui, cái chắc vui như có mẹ đấy, đây đây đây. Đấy, đi tập thể, đi tập thể. Đấy. Cảnh sát đổ ỉa chắc. Thích không, thích không, thích không. Thích không, thích không. Thích đấy, thích mà. Thích mà, đấy ngủ mà. Đấy. Tại sao vẫn ngủ sắp vậy? Cảm ơn. Wow, nói vậy thôi. Chỉnh tư thế ngủ đi, gãy cổ giờ vậy. Ung thư bíu bây giờ. Ung thư bíu cái nào ấy. Ung thư bíu. Ung thư bíu. Rồi, nghiên cứu đi Tuấn ơi, nghiên cứu đi ở kia. Đấy, ngỗng chạy đi ngỗng. Không. Đúng rồi. Không chạy. Ngỗng ơi đi xuống đi ngỗng, không cần việc gì phải nghe với thể loại lãnh đạo này đâu. Come on, đi xuống đi. Nó hơi nhiều rồi đấy. Nó hơi nhiều rồi đấy. Việc máy chạy thì không tiếng nói nhá. Máy chạy không biết nói. Ok. Dừng một tí, khoang, dừng khoảng chừng là 2 giây. Ý. Bịt con này xong rồi, chỗ này sẽ là chỗ dùng để chất thải. Hợp lý. Chưa xong à? Gì giờ? Kiếp trời ơi. Nhìn cái bộ trí này đi. Mày tin tao xây cho cái chắc ngôi mộ. Tao xây cho cái chắc ngôi mộ nhá. Bất cơ khởi nghĩa ơi. À đừng để tao giao mày nhiệm vụ đào cức đâu á. Cầm bộ. Hơi nhiều rồi đấy. Đừng bắt tao không ạ. Có mỗi trong gái mà đối xử như con cu vậy. Đấy con cu đang chạy đấy. Con cú biết đi đây. Cháu mách mẹ chú thì bắt nạt cháu. Xong rồi mẹ chú không cho chú vào nhà. Tao chờ ngày đấy. Ngủ quyền cho thất vọng lắm. Ôi. Trồng cây cái, còn lấy thù ăn cái. Hợp lý rồi. Ô. Đấy rồi, Tuấn đã lên cấp. Kỹ năng thằng đệ. Siêu máy tính. Đấy, Tuấn thông minh rồi. Tao là chủ trương của cái thành phố này. Đâu của cái mẹ mày xã hội này. Xã hội này. Xã hội mình nào. Xã hội này. Chỉ có làm, chịu khó, cần cù thì bù siêng năng. Chỉ có làm thì mới có ăn. Những cái loại không làm mà đòi quăng thì chỉ quăng đầu bùi ăn cức thôi, không nhá. Ờ, chú bảo chú mà. Chạy thì đấy, chạy. Chặn khí là sao? Hoàn hảo rồi đấy, xong rồi đấy. Cần lao vi tiên thủ. Dĩa ta. Vô vi thực đầu bùi thực cức.
Đây nè. Đấy. Quốc gia nông nghiệp. Trồng cây. Đấy, thấy chưa? Kênh xác đang xây cửa mẹ chẳng cức này. Tầm ngày mai thôi là mẹ mày có thằng nào đào cức tao không biết nha. Đúng như con gỗ này này. Thế bình thường là đi tập thể này. À. Kênh xác ơi, kênh xác ơi, kênh sao lại ăn trong toilet thế? Sao đi ỉa xong ăn luôn ở đây rất hết kênh xác ơi. Ok kìa, đấy. Các bạn đấy kênh xác ạ. Đủ mà. Các bạn đấy. Các bạn đấy. Bổ bán vãi luôn. Các bạn mà ok, các bạn chọn thế tao làm hay đâu. Ok, tao bắt ăn ở dưới toilet đâu, đúng không? Các bạn tự làm mà. Ok. Game gì đây anh Giai? Oxygen not included. Oxygen not included. Okay. Oxygen not included. À, cảnh sát tự chọn thế ngoài tao đó, đúng không? Bao nhiêu người chơi đấy? Một người chơi. Một người chơi là đủ rồi. Xã hội chỉ là một người lãnh đạo thôi. Giống ông đảo cức lắm mày. Giống ông phải gà. Một khởi nghĩa thì phải chờ thời cơ. Thiên thời địa lợi nhân hòa thì mới phất cờ khởi nghĩa được. Ok, ngỗng lên cấp. Đấy. Tao cho mày thông minh mày, một con ở thực sự. Con sen thực sự. Thợ mò. Phải cặp. Rồi ôi, đủ chơi một mình đi. Đéo chơi. Ok. Đi chơi một mình đi. Trời, làm sen mà dối. Kéo chơi bị thù nữa. Ok. Oh yeah. Cái chắc là cười này, kêu này. Mẹ. Ok. Ngọc ơi. Đúng rồi. Louis Vuitton ơi. Louis Vuitton. Đúng rồi. Rồi. Em. Ok cách. Cái gì cái này là CO2 à? Oxygen. Tao cho ngẫu một chức vụ mới mà đỡ kêu. Đâu nhỉ? Ngẫu quốc trưởng nông nghiệp hợp lý nhất rồi. Được chưa? Nhắc mày nha. Cười con cặn. Quốc trưởng nông nghiệp. Không. Kênh chác. Kênh chác là quốc trưởng nông nghiệp, đúng rồi. Kênh chác là quốc trưởng nông nghiệp này, xong con ngẫu là mẹ mày quốc trưởng đào bới. Kíp mẹ. Hợp lý rồi. Đéo. Hợp lý rồi, nói nhiều nha. Ơ chị Khang lâu không hợp với chị nhở? Giờ chị lên làm lãnh đạo đi. Người này là ai không, em không biết luôn á. Ôi dạ. Buồn cười nhỉ. Tự nhiên cứ nói chuyện với em ấy kỳ cục vãi. Kỳ cục nhở. Buồn cười đi. Chả hiểu luôn, không quen biết gì luôn á. Để tao nghĩ lại, tao cho ngỗng đi đào cức ra đi. Ngốc ơi, cuối này. Cho mình đi đào phân bây giờ. Trời ơi, cái gì nữa. Ô, lên cấp rồi. Đúng, kênh chắc lên cấp rồi. Đấy rồi, kênh chắc, mày quốc trưởng nông nghiệp, hợp lý rồi. Chúc mừng anh được một tia súp dấu bé ba, dấu bé ba. Cảm ơn em nhá. Ok. Hợp lý rồi, mỗi người phải hy sinh vì tổ quốc tí. Mẹ mày bừng cười ở góc nhỉ. Đấy à. Đấy, thật may là có kênh chắc chắn giữa ngỗng với cả Tuna. Ừ, Tuna. Tuna là ai không quen quá. Để tao cho trong đồng xí cái rồi đi. Đấy, cảnh sát lên cấp ai đấy, quốc trưởng nông nghiệp đấy. Đây là kiểu gì?
Bây giờ mẹ mày, tao đang tích cực mẹ xây dựng tổ quốc, mày cứ suốt ngày ngồi mày than vãn về việc mẹ mày. Buồn cười nhỉ. Không, tao xứng đáng phải là bộ trưởng bộ giáo dục chứ đéo phải đi đào đất. Mày cứ làm đéo có nghề giáo dục. Thôi được rồi. Để tao xẹo mẹ mày canh chát buồn cười à mẹ. Câu làm cúc trưởng bộ nông nghiệp còn đòi hỏi gì nhá. Buồn cười à. Trông chót chúa còn đòi hỏi. Đùa cay tay à. Ý ra không phải làm lương chúa nên anh. Ủa canh chát lên cấp rồi kìa. Vãi nhanh đấy. Ui mẹ mày canh chát có tài năng à. Đúng mà à, không phải lên đâu. Nhầm à. Đúng rồi à, đội mũ vừa vậy. Không mọi người nhầm rồi. Ngỗng 2K7, còn chú 2K4. Ấy, ngỗng có mũ nha. Đâu, mũ đâu, đưa cháu chọn cơ. Này này, mày ngỗng có mỗi cái mũ thôi. Nhưng lựa chọn. Có mỗi cái mũ đâu, lựa chọn này thôi. Kéo đội. Mày nghĩ mày có lựa chọn sao? Tục đội. Nhìn cái mũ kìa. Không. Nhìn trẻ ngu vậy. Quốc trưởng. Quốc trưởng nông nghiệp. Ở hết mẹ miêu quốc rồi. Shit. Ủa à. Giờ làm ngỗng nhà bác thành ngỗng là bác sĩ nha. Đúng rồi, bác sĩ được. Bác sĩ thú y. Ngỗng xứng đáng làm những công việc cao quý. Bác sĩ thú y. Bác sĩ thú y cũng là bác sĩ nha. Đúng rồi nha. Kênh chat bắt đầu thấy những hành vi đầy sai trái của lãnh tụ. Ok. Cục tác. Cửa lưới này. Đấy. Xây phòng khám một cái. À mình chưa làm cái máy kia nhỉ? Ừ chưa làm cái máy. Nghiên cứu cái máy kia. Nói bao nhiêu lần rồi, kênh chat cứ bảo em là chị Kiều thì mẹ cứu. Nào đây, nói thôi. Rồi. Phải chị Kiều, mọi người hiểu là chú Tôn sẽ không bao giờ cho chị Kiều lên sóng. Thế nên là đừng có bao giờ hỏi mà chị Kiều. Mà tao đéo sao trong chị... sao trong mẹ cái bồn xí mà sao mẹ nhiều oxy thế nhỉ? Yếu thế nhỉ? Cái thải đâu đấy? Cái gì nhỉ? Có oxy. Ừ, cái gì? Trong cái cục cất nhỉ? Trong cục cất có oxy. Đúng rồi, trong cục. Cô ok, từng ngã. Ok, sao cú trưởng nông nghiệp đi chạy bộ này. Ok à. Cú trưởng nông nghiệp ơi. Bỏ mẹ rồi. Nghiên cứu tiếp cái này. Đấy, chạy đấy. Ừ, ngỗng học đấy, học đến đại học rồi mà. Chẳng qua là ngỗng học vượt thôi, thông minh quá mà. Kết quả đi đào đất ấy, đấy. Bọn nào. Ồ, lên cấp rồi, ngỗng ơi. Lên cấp rồi. Rồi sao tao canh chắc lại ăn cùng nhau trong bồn xí à? Đúng mà. Ngỗng lên cấp à? Ngỗng chưa lên cấp, cũng chưa lên cấp. Ai à? Đi ngủ thôi. Trời ơi. Bảng quang đang tăng, điếu má. 100% đấy, mày sống tốt như là đòi hỏi gì nhá. Mọi thứ tốt, sao chết 0% luôn đấy, môi trường làm việc quá tốt đi. Mày cứ kêu. Ngỗng mãi, ba. Hả? Ngỗng mãi mãi tuổi mình. Mãi cả lâu. Đấy, quốc trưởng đào mỏ chạy đây. Đéo chạy, đá vệ một ít giờ đấy, cứ đá cứ tuổi chạy. Đá vào vỡ trứng rái luôn đấy. Mò mấy rồi. Chạy đây nói hết thôi. Nó hơi nhiều đấy. Mà tức. À, chưa có cái kịp cuối nhỉ. Hết hạt giống Blossom nhỉ. Giờ làm gì đó ta? Làm cái phòng khám nhỉ. Ông là phòng ăn trước nhỉ, đúng không? Phòng ăn trước ngon hơn đúng không? Phòng ăn đầy ba này.
Theo như khoa học, trong khi bạn đánh rắm sẽ thải ra khí metan CH4 khi tác dụng với oxy sẽ rất dễ gây nổ. Ok. Đây, phòng này. 1, 2, 3. Hợp lý chưa? Hợp lý. Nâng cao mà chất lượng này sao? Chúng mày cứ xoắn. Mà tao lo cho đời sống của mọi người vãi kiểu bill ấy, cái đòi hỏi cay tay nhỉ. Nhưng mà thích thì là đổ thôi, ngang ngược dễ ở. Chịu thì chịu, không chịu thì chịu. Ngồi đây. Chịu thật. Trò toilet. Mày ngỗng toilet. Thật á. Nếu hiểu sao sao vỗ tay xong về. Cái gì vậy? Ngỗng toilet. Chưa có kịp nhỉ? Vâng. Thế mọi người cùng nhau chăm chỉ như này, mày cứ kêu. Thích kêu rồi. Xây đây. Ôi nhờ, cái chọn phòng đâu nhỉ? Nhưng mà cái phòng này hơi to quá mẹ, bỏ mẹ rồi. Sai sắc rồi. Phòng, đấy, phòng này nào nhỉ? Phòng này bán là khu ăn uống đấy. Được chưa chú? Chưa là khu rồi, xong rồi đúng rồi nhá. Kính chắc đâu nhanh lên, đủ mà. Đấy. Bộ trưởng nông nghiệp ơi. Alo. Ha. Tao cần thêm hàng thứ tư, tao cần thêm hàng thứ tư. Chờ tí. Sao? Rồi thằng này ngồi làm đi, không xây nữa. Mở rộng lên trên cái. Đúng rồi. Lao động mà. Không được trả. Hơi nhiều rồi đấy. Ok, check rồi, check mẹ rồi. Shit. Thích nói đây rồi sao? Ngang ngược gì ớ, chịu thì chịu, không chịu thì chịu. Chịu này, đấy. Chịu vậy. Đấy, đào liên tục. Bóc lột sức lao động. Được tồn. Được tối. Ơ mà tao hỏi tí, nước bẩn ở đây thì nó rửa xong nó để đâu nhỉ? Đổ đâu vậy? Chưa chỗ đổ à? Chưa có. Ơ kìa sao? Thôi cái chắc lại ngủ sớm đấy. Bây giờ cái chắc phải ngủ. Sao chú đi ngủ sớm ấy? Đồ gửi điếc. Tao cả ngày nghiên cứu vận động bộ não đau đầu phải ngủ sớm. Thôi. Cảm ơn, hơi nhiều rồi đấy. Người. Trang trí phòng ăn đấy, đâu nhỉ? Nội thất. Lời chảy thay nha. Trang trí đâu nhỉ? Hai người còn mình đã đi ngủ rồi, đã ngủ trương thay rồi. Kết tao. Giờ tao làm cái. Bây giờ làm bồn tắm luôn thì mẹ phá hơi nhiều đâu đủ kia mất. Thêm người mới làm được. Không sao. Sống tạm vậy đi. Chú tệ. Đúng vậy. Vâng. Tệ vãi bỉu. Mất quan điểm. Lấy thêm người, đặt tên người tiếp theo là chị Trang. Hiểu. Không, tôi đặt tên, biết đặt tên là gì không? Đệ anh Tuấn, Tuna Junior. Tôi. Tao thêm đồng đội mẹ, canh chát với con ngỗng trong đây nó lại áp đảo tao quá. Thôi. Có chị Trang vào hoặc. Đấy chưa mình nhá. Tầm quan trọng của mày đấy chưa? Những cái này mà chỉ có mày đào thôi, chỉ có quốc trưởng đào bới mới làm thôi. Đấy, đào đây không? Đấy, thấy chưa? Tầm quan trọng của loài ngỗng. Bỏ xuống, không đào. Khó thở quá, nín thở. Vừa nín thở vừa đào. Hợp lý. Đang phồng má này, ai thèm làm? Ai thèm làm? Mày đang làm ấy. Đưa tiền đây làm. Không vụ lợi đấy, tao đang ổn. Cộng điểm kinh luôn ạ, đỉnh thật sự. Ngã rồi. Mẹ mày gần 11 giờ đêm rồi đấy, vãi cả bìu. Chơi lâu mà. Ta
Chắc hôm nay stream đến đêm. Đêm này. Stream 7 giờ sáng. Mì tôm trứng đến xúc xích thêm bò khô ít. Ui. Tương ớt thêm hành không anh? Đờ. Hết oxy rồi Ngỗng ơi thở đi. Không em ơi. Không, tao sao nhưng Ngỗng một vụ quan trọng. Ngỗng. Ra đây Ngỗng. Không, đừng nghe theo. Thám hiểm. Pupu, nó vẫn đang pupu. Tao sẽ mẹ mày để mẹ mày cụ các cụ tao thường bảo là mẹ mày tôi ạ, con phải. Ok. Stinky. Ooh. No. Costume chị trai. Cần ánh sáng để ngủ mẹ thằng bị điên này. Làm bếp ẩm thực. 13 phi công rồi, không cần thiết bệnh cơ thằng này. Una Junio. Nó là trai mày. Nó là trai mày. Alo. Mình không chấp nhận một là một người da đen đâu. Nên ok, cầm mồm nha, nào nha, mồm nha. Cái mồm nha. Chưa từ đó, chưa có sẽ N-word. Có gì vậy đâu. Cái mồm nha. Có racist đâu. Không, mình không chấp nhận bởi vì mình da vàng thôi, chứ còn đâu mình đâu racist. Mình có nói gì đâu racist đâu. Cái mồm nha, không nói đâu nha, cái mồm nha. Chưa say N-word thì được coi. N-word thì bọn nó mới kiểm duyệt cơ. Ok, mất mẹ toilet rồi. Đéo chỗ gì ạ? Ok, chứ... má. Không có chú ý rồi. Nhưng mà Junio cũng có ý rồi. Sao mày áp ca vậy? Alo. Do something. Ngủ mẹ ngủ nhanh, ngủ nhanh thế. Mẹ chưa làm cái đéo gì đã ngủ. Gà vãi thẻ đúng Tuấn An Junio có khác. Đệ chú Tuân có khác. Đi nhà kinh chắc. Bà mày thiếu hình như hơi thiếu toilet, ba cái chắc đủ đúng không? Ba cái đủ rồi. Ba cái có thể sẽ đủ. Nói chung là về xong thêm một người thì em vẫn phải xây thêm thôi. Ba cái đứng yên hết rồi. Từ từ. Mình cần xây gì ấy nhỉ? Mình cần lấy chỗ đồng rồi chắc. Từ từ sáng tạo tí nhỉ. Xây thêm toilet. Đó làm bia mộ. Xây trước cho đề phòng. Ngỗng này. Cái gì vậy? Cái gì đấy? Một cái thôi. Bia mộ. Backup build. Từ bây giờ mà xây cải tiến thì mất nhiều thời gian quá, đéo được. Từ. Cũng phải để xuống dưới chứ. Đúng không? Bây giờ tao phải đào một cái gọi là cái hầm nước thải. Chờ tí. Đây là hầm nước thải đây. Hầm. Đây này. Hầm. Đây này. Cái này rất khoa học của chúng mày không thể hiểu được. Nhưng mà tao hay hiểu được. Hãy đỡ. Cứ ấy thôi. Đấy. Cứ ấy thôi chị. Còn đấy là cái gì nhỉ? Thang. Đây. Hiểu chưa? Nhìn ra hiểu quá. Cực kỳ khoa học. Nhưng mà sao chú không lọc nước đi? Lọc sao được? Lọc được nhưng mà lọc bây giờ thì phải có bể mới lọc chứ. Có bể để nước bẩn riêng mới lọc chứ. Đấy, cùng nhau đào. Thằng Junio đâu rồi? Ở top. Xử lý đấy. Đấy, Ngỗng đúng rồi, quốc trưởng đào mới. Tổ này vô tình không làm này hả? Làm được, Ngỗng là người chăm chỉ, tao biết mà. Mày gấp đôi tiền đi thì làm. Tao đéo có tiền, tao đéo có lượng. Đấy, tao xuống tao làm đây cùng mày đấy chứ. Đấy, thấy chưa? Sự đoàn kết, ok. Ok. Không phải, nó gọi là thiếu quyết đoán. Bị qua cái. Đấy, Tuna Junio. Rồi xong rồi tao thôi cái em. Đúng nước. Rỗng trái đấy. Chúng mày sẽ dùng để mẹ thả nước bẩn xuống đây này, là xong rồi. Mẹ game chơi mệt vãi lùng ấy, thề. Kiểu tư duy kiểu gì á. Cần rất nhiều tư duy phải không? You don't have it. Come on, nói hơi nhiều. Dạ.
cần rất nhiều. Đâu ngoài nói nhiều anh không có đào, ngoài nói nhiều không phải đào ấy, nói thôi. Đào ấy. Hôm nãy giờ Trang nói mà. Đào đây. Nói thôi. Tư gì chú đâu rồi? Ấy, bốn người cùng đào nhá. Thế này mà, thế này mới gọi là mẹ đoàn kết chứ. Đúng à? Đây. Cả con ngỗng đấy cho em. Ông ơi bảo mẹ tí nữa em bỏ ngỗng đi hết rồi. Vĩnh biệt. Giờ mới bình tĩnh nghe. Đã bỏ đâu? Thế cùng nhau làm như này cứ kêu bỏ. Đây giờ mới bỏ. Đây. Đi nó khổ nha. Cố lên không? Cố lên. Đưa tiền này. Tiền là thứ cổ vũ cháu thiết thực nhất. Give me money. Chắc lỏng này. Cái nước bẩn ôi nhỉ. Không chứa nước bẩn này. Thì mới có. Đi. Ủa ngồi mấy giờ? 6 phút, 4 phút đang ngồi, 4 phút nữa rồi. Ngồi đến 11 giờ vừa ăn thôi, cho ấy cuốn mà. Thôi, bảo thế thôi. Đi. Tao bị mệt, tao choáng đầu lắm rồi, váng đầu lắm rồi. Ok à, ngủ ấy. Racing. Cảnh sát ơi. Racing sớm mà. Go to sleep. Ô mà nhìn oxy tớ cứ bị hút vào này. Nhìn thú vị nhỉ. Đi ấy. Còn phải phun oxy luôn ạ, vãi cả bìu. Thế thì chú phải lấy ra để nói ra chứ. Chú mở cửa. Đéo có oxy luôn. Sống kiểu gì? Sống bằng mẹ sức niềm tin của chủ nghĩa xã hội. Thở oxy luôn mẹ. Ô kìa. Tuna Junior. Pau. Ngộ độc thực phẩm. Deep mà từ kia cứu ngay, cứu Tuna Junior ơi. Deep mà từ. Cái gì ỉa, xong ăn luôn đéo rửa tay là ngộ độc thực phẩm. Y tế cái, mẹ mày. Thở oxy rồi, đúng mà. Đệ của chú vô dụng ấy. Đệ của chú vô dụng ấy. Ê, Tuna Junior bệnh không? Xuống chơi con ngỗng Tuna Junior ơi. Đây. Ngỗng sắp chết gì vì đéo có oxy rồi. Phải đi làm gì đây mà, từ y học cái. Mình cần dừng bệnh. Đéo có cái gì chữa bệnh từ giờ chờ tí. Chỗ rửa tay. Giờ còn xây lâu đó chơi mà còn xây gì ấy nhỉ. Lâu đéo chơi quên mẹ mất rồi. Phòng tắm. Ừ xây nhà tắm nhưng mà nhà tắm đang đéo có điện, đang đéo đủ điện từ. Chạy đi. Không, tao muốn Nó rửa tay xong nó lại ỉa. Lại ỉa? Mẹ mày ỉa nhanh được không? Đấy, khử mùi. Đi ỉa cũng phải dục nữa. Thích thế đó. Nó khử mùi lắm nhưng nó vẫn ỉa hẳn hoi được luôn. Đéo làm được. Thôi, tao đã làm nốt cái cuối cùng nè, mẹ mày đây là gì? Sắp nghỉ rồi. Đi ỉa cũng bất. Bất hạnh kiểu gì á. Không hiểu kiểu gì luôn. Người ăn nghỉ cuối cùng. Tuna Junior đang bệnh cũng phải đi làm thôi, bóc lột sức lao động kìa. Làm gì bóc lột sức lao động kìa, lật đổ. Họ đang cố hiến cho xã hội, ta đâu rồi? Ta đâu rồi? Nghiên cứu. Đấy, đúng rồi, chuẩn rồi đấy. Con ngỗng lây bệnh này. Vãi cặp bêu. Ngỗng lây bệnh này. Kệ đường. Cảnh sát lây luôn. Xong. Ok. Xây bia mộ cũng đúng lúc á. Xây ôn ăn ạ. Nó sắp chết rồi, nó vẫn mừng được. Mừng à. Thế thế. Ok à, thôi ị lắm thế. Thế mới là ỉa. Tại vì ngộ độc thực phẩm mà. Ỉa nhiều. Cố lên, ỉa chịu được. Không kêu. Ỉa nhiều không kêu. Chắc nó xem có bị virus không đi, chưa thấy khử độc đâu. Ỉa chậm thì dục. Độc thực phẩm.
về nhanh thì cũng kêu. Không sao, không chết được đâu, không chết được, bị Covid cơ mà chết được, không chết được. Xong rồi mẹ nó Tuna Juno chết rồi. Chết rồi. Xây mộ tiếp. Cố lên chú mày. Đấy, tất cả đều đi, hợp lý. Rửa tay. Đúng. Phê qua. Đi ị xong phê hẳn. Sao đây, làm gì vậy? Lại ị. Ô kìa, thằng này bị làm sao đấy? Nó bị bệnh như còn bị làm sao? Tắc mẹ cống rồi, ngốc. Ngốc đâu? Bãi lồn đéo phải cháu. Ngốc đâu, xuống. Thông công. Thông công. Cứ để kệ nhá, cứ để kệ nhá, em đưa thông công nhá. Tắc mẹ cống rồi, ị quả cứt to quá. Cứt hơi to, tắc mẹ cống rồi, cứu tao với. Đéo phải cứt một cháu. Đéo có ai biết, từ từ, ai thông công ơi. Ai thông cống ấy, từ từ. Ai thông cống ấy? Thông cống ấy. Điều bút mẹ. Lãnh đạo tính tính bắt đàn ngỗng nhưng mà không thành. Bởi vì cảnh sát yêu ngỗng mà. Trời hiểu cứ gì. Lại còn xem nó cứ không cắt, không cống nữa, đéo hiểu kiểu gì luôn, tệ. Thùng mãi mới xong tụi nó. Ok. Nè đi sự thị trí mẹ phốt này. Có quá có lại thôi. Không sao, tao sẵn sàng hy sinh vì đại cục. Sẵn sàng hy sinh vì đại cục. Xúc cực đi. Con lấy bệnh này. Đây. Gì vậy? Nó không bị bệnh, nó đâu bị virus đâu. Nó là bị ngộ độc thực phẩm này. À đây, khu chữa trị này. Máy chế mẹ nó bệnh này. Bao lâu rồi mà chưa ấy. Thêm cái giường bệnh. Đấy, mà xong rồi. Lãnh đạo tệ quá. Không chữa bệnh gì cả. Đấy, hợp lý rồi. Chê hoài. Chê mãi vẫn chê. Thích chê yeah. À thằng Tuna Junior đâu rồi? Cười khổ quá, nó đã ăn uống rồi. Cứ làm đi, nó đó, suốt ngày đi nhạc, ỉa đại mẹ. Nó đã bị ngộ độc. Đi xuống mà cũng cấp gì, nó phải ấy à. Thề, úi dồi. Thấy đi. Nhìn nó như zombie ấy. À, bọn này là phải thêm cái gọi bác sĩ cơ. Thế còn thằng này đang ốm không làm bác sĩ được. Chết mẹ rồi. Cháu tưởng chú cho cháu là bác sĩ. Nhưng mà mày chưa có điểm. Thêm đi. Phải có điểm bên nâng được. Có lẽ tao sẽ là bác sĩ. Cái mày đây làm gì ngốc? Máu. Nó đi đào đá. Cô đã bảo cho cháu là bác sĩ rồi. Nó điện cái thử tao nhận ra. Xây tiếp chú Tuna ơi, cuốn Viller. Ok. Ngóng nhỏ nhỉ. Ok. Vẫn chưa được. Ngóng chưa lên cấp nhỉ? Có nước bẩn nhá. Có nước bẩn này. Ô kìa đây. Ở kìa. Mẹ. Cái tên nhỉ? Oh, bác sĩ này. Ê, được. Hợp lý luôn nè. Nhưng mà con này ăn nhiều. Đó đi, nó có ích là được thì phải có qua có lại chứ. Được. Trang đi, Trang ốc nhá. Ok, quên. Rồi kệ đi, không được. Xử lý đây. Nào, đổi lại đi. Thế cỡ rồi, không đổi lại được, mẹ buồn cười nhỉ. Ui, phải lên tận đây ạ, vãi cả bill. Phải thêm một điểm nữa cơ. Đấy. Rồi có người làm rồi. Được rồi, viên bên mình cần gì? Viên vitamin này. Thuốc tiêu chảy. Thuốc trị phóng xạ. Mình cần thuốc tiêu chảy. Được, mà thuốc tiêu chảy cho ông uống nha. Ị cho body. Ơ khỏe mẹ rồi. Tao xinh phải đấy, Junior ơi.
Mẹ thằng này xây xây cả một phiếu to đó xong nó... Mẹ thằng này. Mà cứt này. Bệnh viện là cái gì? Gia chủ bất lực. Chịu không chịu phải chịu á. Khó khó lắm. Đủ má. Chưa có nước bẩn nhỉ? Tao sắp tới tao thay bây giờ á. Bây giờ tao ngày hôm sau tao sẽ mẹ tập trung vào việc gọi gì? Thay đổi cái bộ này, bộ này bên này. Bộ máy này tao thay. Thiếu cái giường á. Tập trung làm cái từ giờ mình đánh nhá. Mất giờ à? Thiếu giờ à? Ừ. Nội thất. Giường. Đấy, xong tập trung vào mình làm một cái toilet đỉnh hơn. Đây này. Một cái toilet không bị tắc. Nhưng mà bây giờ mà toilet ở đây thì không phải xây, phải xây toilet ở chỗ khác. Bởi vì bây giờ mà tháo đi xây mất vài ngày đấy. Toilet bên cạnh. Tao chúa để toilet. Toilet bên cạnh bệnh viện. Không. Toilet ở bên cạnh cái nghĩa trang ấy. Mà bị điên à? Vậy thôi. Cao quá này dựng nước khó lắm. Ở gần ổ nước này. Ở đây toilet sẽ là dưới tầng này. Dưới sẽ dưới sâu hơn tí nữa này. Đúng không nhỉ? Hợp lý hơn đấy. Cái trang dưới toilet gần nghĩa trang. Vừa đi ị vừa nói chuyện với ma. Ôi bán ăn đủ năm chưa? Tí đã sửa xong em. Thì bây giờ xuống đây này. Đào vào này. Ra dưới này. Bí nhất rồi. Chú. Ok anh em. Chú. Chú. Xử lý. Tính tiền. Yes. No. Tôi cứ đang thiếu một cái thang kìa. Không cái thang nó nhảy xuống được không đâu. Đấy. Bắt đầu vào form rồi đấy. Sao đéo lên đây nhỉ? Đấy. Còn mấy cái con đèn đèn kia là gì? Con đèn ánh sáng nó khiến người ta đéo ngủ được. Có vài cây của cần ánh sáng ấy. Đấy, nó cần đấy. À. Dùng cái... Đâu nhỉ? Giống như kiểu cái con vừa nãy. Cái này rất được cả anh tờ tiên cho mình em tập sự tập trung của ông. Bởi vì cái này okay. rất khoa học. Và chúng mày không thể hiểu được. Chỉ có anh hiểu thôi. Dĩ dãng dơ giấy dễ gì dấu diếm. Mẹ muốn chết không? Nhưng mà 5 người 3 cái nhà vệ sinh thì có quá đáng không? Thật đấy. Khen chúc và 5 người khen chúc 3 cái nhà vệ sinh. Ngồi lên đùi nhau ỉa à? Ngồi đầu mày ấy. Mẹ. Cái tên à? Đã đéo có tiền đòi hỏi. Chịu đấy. Ví cái phòng kia sẽ bỏ qua làm cái khác. Đang xây, đang mẹ thi công đấy, cùng nhau thi công, mẹ đoàn kết này các bạn. Chúng mày cứ kêu rồi tao bóc lột. Buồn cười thật ý. Sẽ như nào nhỉ? Sẽ bơm từ đây ra đúng không? Bơm từ đây. Đúng ra mình phải hợp hai cái bể với nhau thành một bể, đúng không? Hợp lý hơn đúng không? Ngốc nhỉ? Ừ, có thể. Cố hợp hai bể, một bể đúng không ta? Nếu đào cái ra nó xuống nước xuống đây này, nước xuống đây này. À không, từ. Đào xong rồi. Cái rất cái cần rất logic này. Tập trung nào. Đây. Đấy, hợp lý. Tao tập trung thôi, một vòng một bể thôi. Tuna Junio, làm đi. Thiếu cái gì kia? Ngốc, làm đi. Thiếu đồ ra, thiếu đồ vào. Không làm. Đưa tiền đây thì làm. Không được. Thì xây ống cuối cùng em ạ. Giờ đang làm vậy. Lâu đó chơi game phải đó, quên mẹ hết rồi. Ok kìa, Tuna lên cấp, đánh rồi, ok. Ngỗng ơi. Thích gì là, không thích gì là. Mẹ cũng không chịu làm cả, mẹ lười thích nhỉ. Ngang ngược vậy ó. Chịu thì chịu, không chịu thì chịu à. Đấy, xuống làm đi. Đấy, mẹ mà làm đi, xử lý đi. Xử lý, đúng rồi. Chốt bên này đó. Ừ, để làm. Không với tới, không thang nữa. Đi vào xây ống này.
À, từ từ đó, từ tập trung cái khác. Mình thiếu điện này. Hủy hủy tháo gỡ hai này. Thay bằng này. Điện đỉnh cao hơn. Ok. Mình chưa nghiên cứu điện, chết mẹ, quên mất nãy giờ. Thầy. Trời đấy, ơi. Nhà khoa học. Nhà khoa học cho rằng oxy. Cái điện đâu nhỉ? Oxy nhẹ hơn không khí ấy. Quên mẹ mất cái quả nghiên cứu điện ạ, chết mẹ mất rồi. Ôi giời ơi. Vét xước. Đâu nhỉ? Cái pin con thỏ đâu nhỉ? Nhà khoa học đấy. Mẹ quên mất cái này. Cái gì cơ? Có người kêu check mail. À từ từ mail tí sách sao, chờ tí. Chúng mày bị điên không mẹ? Giết chết cụ lũ nhau rồi. Đấy. Nhá, bây giờ nhá, khi tao đào nhá, nhìn logic này ngẫu ơi, suy suy. Đào lỗ rồi nhá, tất cả đây sẽ chảy xuống đây thành. Thế thì chú không sợ nó bị trôi theo à? Không treo, không trôi được, biết sao đâu. Cùng lắm hiến tế hai đứa này. Đấy. Biết súng. Từ từ. Chết rồi, tao quên tính khối lượng, chỗ này không đủ. Cái chán. À! Chết. Ôi. Nhanh ưu tiên chín, nhanh tất cả. Chết, quên tính vụ này, bỏ có mẹ rồi. Đi rồi. Phải nâng khối lượng của khu này lên. Đi rồi. Nhanh tất cả xuống nhập, tất cả xuống làm nhanh, everyone. Chết. Đi rồi. Tất cả nhân công đâu rồi, thằng kia không làm nữa kìa. Bye bye, sayonara. Không, được, kìa. Mày may mà tao thông minh nhá. Người bình thường, có thể đã chết rồi. Có thể mọi thứ đã hỏng bét rồi, nhưng không, may đè tao. Thôi. Đấy. Nó nhom luôn kìa. Ấy thành ngô bể hoàn chỉnh này. Đào hết cả nữa xong. Mình lấp lại. Nước chảy ra rồi kìa. Ô kìa. Vào, tao có chức năng dọn dẹp. Shit. Tao thiên chúng mày đấy, mày đồng đội này là chết rồi. Cũng hàng thằng Tuấn đâu rồi? Anh bớt bản thân mình đi. Nghiên cứu thực địa, thiên văn học, nghiên cứu thực địa. Ấy à, lấy thành một hội ở đây thấy chưa? Đấy, cánh chác ngủ giữa này thấy chưa? Cánh chác quan trọng với cả Bill. Xong cánh cạnh là con ngỗng cũng không quan trọng lắm, nhưng mà cũng quan trọng. Hợp lý. Đi. Ok. Thu dọn này. Ngập lụt mẹ ơi. Biết rồi. Khổ lắm, mẹ mày thề cuộc sống mà. Không sao, có dọn mà, không sao. Làm ăn như cái Bill. Oxy ạ. Đấy. Tử tế hơn rồi đấy. Chú bảo ngồi thêm 4 phút nữa thì cháu nghĩ là bây giờ mấy lần 4 phút rồi đấy. Mấy lần rồi? Mấy giờ rồi? 11:14. Thôi, no, toilet cái gì? Nó là thành quả thi công của đời tao đấy. Đâu rồi, thành tựu của tao đấy, để đấy. Trời ơi. Nhìn ngỗng. Nhìn nó chán kìa. Cố lên ngỗng ơi, cố lên. Tự ưu tiên chính tất cả cuộc sống cũng làm đi. Khổ quá. Dỗi. Nhìn một mình nó vừa khóc vừa làm kìa. Dỗi. Tất cả cũng đến tay ngỗng thôi. Tất cả nhân công xuống. Tuấn ơi. À không, đang làm pin đã bỏ được. Sao làm lâu thế nhỉ? Cái gì cũng đến tay ngỗng. Ui một đống nước này, nhiều nước thế. Phí một thế. Liên tục cái kia. Cái gì cũng đến tay ngỗng. Đấy, được rồi, ngỗng làm được rồi. Hay lắm ngỗng, đúng rồi, cháu tao rồi. Chỗ này thì lại nhanh này. Đấy, vì chỗ kia hết cỡ rồi, chỗ kia hết rồi. Đấy. Đấy, đúng cháu tao rồi. Đấy, làm xong rồi thì mới xuống. Có một ổ nữa mà đã làm xong đâu, mày bình tĩnh đi. Mày buồn cười nhỉ. Làm xong cụ rồi mới xuống. Còn dĩ nhà mình cần oxy dưới này nữa, từ. Thế nghe gạch từng lưới tốt hơn. Đấy, gạch lưới ở đây tốt hơn. Đấy. Cải tiến đi. Talking to the moon. Đấy, thành bể nước rồi đấy.
Chuẩn chưa? Rồi, tập trung vào làm hết cái thi công nó xong nào. Tính toán, đấy tính toán đỉnh nha. Hay là chú làm máy bơm đi. Tính ra máy bơm với tí, bây giờ xong hết cái này á, xong bể nước á. Máy bơm, okay, bơm kìa. Nước lên. Còn tí nữa, tí xuống không? Ok, xây nốt đi. Ok. Đéo làm nữa. Ok. Bóc lột quá nhiều rồi, đéo ai thể làm. Đấy, thử làm đi. Thử làm đi. Đéo làm nữa. Tí nữa công việc quan trọng nhất về phải xuống đây cho máy bơm này. Bây giờ bơm, bơm nhá. Xem nào. Úi giời ơi. Tao mới nhận ra. Ừ. Thốn đấy. Ừ. Cần sự tập trung này, tao không làm tao quên mất rồi. Ừ. Ok. Ok. Cái này là bơm vào okay. Không? Cái này là bơm cái bơm ra này. Cái bơm vào. Nước phải nước vào, nước vào đây, đường vào đây. Cái đấy cái gì á? Cái đấy cái gì? Đây đường vào, đây là nước để vào. Không, nó không có bây giờ mình tư duy phải không? Đánh chắc các bạn hơi khó hiểu tí nhưng mà các bạn phải cố hiểu phải không? Không hiểu thì hiểu. Lại bắt đầu. Vì cái này rất logic đấy. Lại bắt đầu. Chú ơi. Chú đây, gãi đi. Đúng rồi. Tao biết nói gì rồi. Đúng không? Ống ra. Sẽ nối anh Trần. Đấy, nối Trần này, nối với nhau này. Xong nối đâu nhỉ? Ống ra sẽ phải đẩy ra đâu? Ra một bãi. Ra bãi này. Đấy. Đấy. Em yêu anh. A. À, không điện. À. Sẽ từ đây ủ sổ điện vãi cả bìu. Lại bắt đầu tập trung đi. Tập trung đi. Đấy nè. Hít thở. Tập trung đi. Có đường nối đất lên không nhỉ? Tôi tí phá này đi, không dùng cái này nữa, phá này đi này. Đấy, có lưới điện quốc gia. Tháo gỡ cái này đi. Thay vào mẹ mày cục pin pin con thỏ đấy. Ơ thế còn nước thải ra thì sao, chú có lọc không? Chờ tí. Tí phải lọc chứ, phải lọc chứ. Tí sẽ có bể khác lọc ở đây. Nhưng mà từ từ đã. Đấy. Ô kìa, sao ấy? Chưa xây xong. Ngỗng cười dễ thương quá. Ô kìa. Thằng nào đây? Có ý mà vực được đạo. Tắc mẹ cống rồi đi. Mẹ mày thằng ỉa. Ỉa cực to thế. Chú vừa ỉa đúng không? Tắc con mẹ mày cống rồi. Chú cực chú mới ỉa. Chú chưa cực chú mới như thế thôi. Khiếp. Ôi trời ơi. Dạ, đưa thông cống rồi nhỉ? Đưa thông cống nhỉ? Suy nghĩ em đưa thông cống nhỉ? À, xem nào, ai thông cống nào? Ai là người thông cống? À, ngỗng lên cấp rồi. Ok, Tuna Junio. Ok, mẹ. Ngỗng không phải thông cống, haha. À, ngỗng tiến hóa thành gì ra nhỉ? Bác sĩ. Thợ mỏ trung cấp. Bác sĩ. Có bác sĩ rồi. Bác sĩ. Đấy, thợ mỏ trung cấp, mũ mới. Không. Mày. Đang tập trung mẹ mày cả mọi người đang cùng nhau xây dựng máy cứ nói nhiều nhỉ. Mẹ thích nói nhiều rồi. Xây đây, xây cái này đây, cái chúng mày. Thích xây cái này đi. Tao lật đổ chính quyền đây, đổ tồi. Đưa xây nốt cái pin của tao cái. Đúng rồi, xây đi ngỗng, đúng rồi đấy. Chú với mày mẹ. Xong kiếm hợp bích này thấy chưa? Đấy. Thấy chưa? Thấy chưa? Cái gì cũng phải vào tay ngỗng thôi. Mà buồn cười nhỉ. Gì cũng vào tay ngỗng thôi. Thành chắc tiến hóa thành mẹ mày. Nông dân. Cho thay vũ. Tiến hóa, thành chắc thành nông dân rồi. Chúa tể trồng trọt. Biết vì sao ngỗng nhờ đâu, bởi vì ngỗng có ô dù. Ok,
Ô nãy giờ chưa có tí nước nào, chưa có nước bẩn vào đây á. Chưa đủ à? Đấy, bắt đầu xây được rồi đấy. Bắt đầu lên rồi đấy. Đấy. Được thang, phải đấy, thang cái gì rồi. Cũng cái gì cũng là ngỗng làm thôi. Đúng ra cái này cái trần này bị xây cao quá, trần này phải xây 4 tầng mà mình xây cao quá thì bị cái chỗ này không xây được rồi. Lên đây. Ơ lên nữa xây được. Chú cho nông, chú cho kênh chat làm nông dân phát cả một dàn. Ơ gì, mẹ nông dân quý mà. Nước mình nước nông nghiệp mà. Ơ kìa mẹ con này. Vãi cả bìu. Cả một dàn ơ. Ơ cơ lời là mẹ mày. Này. Nông dân trồng cái này nuôi sống cả một tập thể đấy. Mẹ các buồn cười nhỉ. Nói thế mất quan điểm. Đấy. Buồn cười thật đấy. Ấy chú gì anh kìa. Toàn ơ thôi. Ơ thế đi mọi người ơ để khi nào lật đổ được chính quyền. Cực nhở. Giờ ba mấy ngỗng ạ, có mất dạy này. Xử lý cái đi, xử lý cái nước bẩn này, cái bọn này. Đấy, dọn đây, dọn đây, dọn đây, 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 đấy. Thành bể này. Mọi người không spam nữa, làm ơn đấy. Đừng nghe lời ngỗng, chứ nghe lời ngỗng là bố của cả đất quá. Đấy. Không không thể đào tới mẹ từ từ. Không thể đào tới nha, từ từ. Sai lầm. Tí lại phá đi. Trời ơi, tí xây xong lại phá đi. Đủ má. Thôi mọi người đừng ơ nữa. Ơ nữa ngỗng ngỗi cả kinh chat bây giờ. Thùng người mới này. Xây đấy, xây đấy. Ok lên đây, phá nốt đây chúng mày. Lại đi rồi mẹ. Thương tao. Ngốc làm gì vậy? Ok. Hai ca tàn lắm kìa ơi. Nhưng mà ở lại dưới tắc, không có oxy. Lại tắc cống rồi. Lại tắc cống rồi. Mẹ chỗ Đức bảo cần oxy làm gì hả ngốc? Alo. Nhưng mà ở dưới không có oxy. Mẹ mày đi ngu không? Đồ bạc cái thế nhỉ? Đức bẩn đòi oxy. Cho nó cái mũ rồi nhỉ. Nó chứa mũ không? Hợp chất y học Tuna Junio, kỹ sư sơ cấp. Đấy, tất cả đều có mũ. Hợp lý. Nào không ơ nữa. Ơ nữa dỗi bây giờ. Ui. Ui nhìn cái đống ăn, nhìn đống ăn minh nó phải ngồi. Tắc mẹ, tắc mẹ mày cống rồi. Gào xuống rồi. Rồi. Xin lỗi cờ đi. Yêu các bạn. Mà giờ cứ kệ chúng tự hết mà sao khổ bang cố bang khổ làm gì. Thế tự hết. Không chỉ là mút kiểu phút kiểu sao ăn chào mau trong mút để bọn nó không chắc đấy trong 300 giây luôn mà. Ít. Ơ ô ô. À nó đi. Mày chính mày là người. Thôi thì ai cũng phải làm rồi, cũng phải ngỗng cũng phải làm chứ, sao lại ế được. Ngỗng là một con người rất là mà cũng okay, rất là ngoan. Không thể tiếp cận được mà đứng đấy. Trời ơi, phải để thang ở đây. Má từ từ, tháo gỡ kìa. Đấy. Sau đấy mình sẽ phải để thang ở dưới này. À, mày khổ thế nhỉ. À, mày lâu đéo chơi game mà khổ thế đấy. Pin chưa có dây á. Gì cả? Pin chưa có dây. Pin chưa có dây. Vết xước đủ má. Hỏi sao tao thấy Tuna nó chạy cay thế nhỉ. Ống nước đi thực tế hơn rồi đấy, trông nó đúng hơn rồi đấy. Mà xây nhà vệ sinh tốn thời gian vãi cả bìu. Thi công đây, thi công đây đấy, bắt đầu làm rồi đây, hoàn thiện rồi đấy. Tháo gỡ đi. Ok kìa, tháo gỡ xuống dính một ống nước lại xây lại. Không làm, nó hoàng trả vật liệu mà. Không sao. Khiếp xây xong rồi phá. Thì phải thế, mình lỡ mình xây cái tầng xây cao quá. Mình xây tầng cao quá bị chấp nhận ấy. Cứ phá thôi. Được trả vật liệu, trả vật liệu mà. Sao đây? Không thở hơi rồi. Thôi. Cứ phá thôi. Mày không hiểu rồi. Xây đây, mày xây đấy. Ok, thế đâu ấy. Ok. Nó xây nữa. Wow, con này xuống xây. Nó đi hốc. Đéo xây.
cứ tháo đi, chú cũng là phải hấp phân rồi mà. Đấy, xong giờ bơm mới là xong. Là xong. Đấy, hợp lý rồi đấy. Chúng mày đâu xuống đây xây này đi chứ. À quên mất. Mẹ nước như thế xây gì đéo gì. Quên. Đứa nào xuống đây là khổ lắm này. Đấy. Đấy. À không, chú mà. Tao hy sinh vì tập thể. Tất cả xuống, đúng rồi. Đấy, thế này mới tập thể như này chưa? Thấy chưa? Như này cơ mà. Đấy, thế một tập thể. Thấy oxy. Thở. Tập trung làm đấy. Đấy, nhìn tao chưa? Nhìn lãnh đạo chưa? Thế cơ mà. Thôi, cháu. Nhìn chưa? Không, chả nhìn. Kinh chắc nói gì đi. Mù rồi. Đấy, nhìn đấy tao chưa? Nói gì đi. Mù rồi. Thấy chưa? Có ai chăm chỉ bằng tao không? Thấy chưa? Ok. Không thấy. Đấy, đây. Đi ăn. Đi ăn xong ị ơi. Thế đi ăn gì ạ? Mù rồi. Đi về ăn xong ị ơi. Tệ vãi cả bìu. Còn ngày mai là xong rồi đấy. Xong rồi nghĩ mà. Bơm lên này, xong rồi đẩy ra đây này. Xong rồi chỗ này sẽ đẩy lên một ống khác. Đẩy về một ống khác. Lọc ở đây xong đẩy vào đây. Ủa đấy là xong. Thằng nào game gì trông thú vị thế anh trai. Oxygen nó include được em ơi. Thấy chưa, mình làm thành công mà. Mẹ mình làm đỉnh vãi cả build. Ấy, xong rồi, hôm nay xong rồi. Lúc rồi ngày cuối rồi đấy. Thằng nào làm cờ lê cáu thế. Lát. Chịu con chưa kịp nhìn. Em cũng thế. Nó spam quảng cáo gì mà kể. Đấy. Đấy, thấy chưa? Vào rồi, vào. Đấy rồi. Vào. Đấy, giờ mình sẽ phá trang đi xong. Boom. Đăng. Đỉnh không, đỉnh chưa. Công nhân thì lười. Nhiều công nhân thì nhờn, chính quyền thì lười. Ok, mẹ đứa nói đây. Đánh nhau không? Hoàng thiện rồi em ơi. Vì công nhân đi đường quyền. Xong rồi sao nhỉ? Bây giờ mình còn bộ lọc nữa, bộ lọc đâu nhỉ? Lọc trên này đi. Lọc trên này. Có thể lọc. Có thể là phải thêm đường nữa à? Không phải. Đúng ra cái này phải nối vào máy lọc có đúng chết. Hơi nhầm một tí. Đây. Lạnh đạn. Không sao. Nhưng mà có cái này đây bơm một hộp cũng được. Ui thế đứa nào phải đứa. Lạnh đạn. Đây. Thế đứa nào sẽ đứa phải lao xuống đây mà xây bộ game giả tử. Phải xây luôn bây giờ không chết luôn. Xây luôn bơm ở đây. Chờ lại phải đến tay ngỗng thôi. Cái gì cũng đến tay ngỗng. Ngỗng xuống đây nha. Ít vậy. Tất cả xuống. Không được. Giờ nối kiểu gì về đây nhỉ? Từ suy nghĩ tí nối kiểu gì về đây bây giờ nhỉ? Thế nối thêm mẹ ơi, thế nối này nó bị à! Đi mẹ nối xấu vãi luôn. Gà vãi thề. Mày vào mà chơi, alo. Gà vãi thề. Ew. Đéo đúng lắm. À không cần, mình cần gì nhỉ? Mẹ, Tuấn ơi, sai sách rồi. Nói đi. Vẫn cần cái máy ở đây nhưng mà cái này sẽ bơm đẩy ở đây. Thải về đây. Đây, thế nó có bộ. Sẽ có bộ nữa ở dưới này. Đúng rồi. Đây, hiểu. Chúng mày quá no, nhìn đây này. Hay, ok. Lệch pha. Mẹ mày. Game này chơi bị nghiện đấy, đi mợ. Ok. Think a twinkle little star, you look like a gorilla. I will hit you with a car, send you somewhere very far. Cái gì ai? Cho phải video in the zoo. I can't wait to laugh at you. Ha ha ha.
Cháu xin gửi bài thơ để cho đến chủ Tuân. Mẹ nó dậy. Con mẹ cháu không bách, mẹ mày. Đấy, tao làm chuẩn mà mẹ. Ông Công Kinh Chắc cứ bảo sai, sai đéo mà sai. Người ta mẹ mày kỹ sư công nghệ 10 năm nay rồi đấy. Đấy. Tại giờ mua bản quyền không lâu nha. Bọn nó bảo là anh dùng con Funa đấy là cái avatar AppBD của anh á, là anh là YouTuber. Anh làm cho HoloLive để khỏe một tuổi. Hả? Làm cho HoloLive. Bọn nó bảo anh là VTuber. HoloLive là cái gì? HoloLive là cái gì? Là mấy cái YouTuber nhưng mà nó dùng cái hình ảnh 3D cũng giống như kiểu anh ấy. Không, tao là mẹ mình YouTuber đấy. Đấy, chuẩn rồi, em ơi, chuẩn rồi, đấy rồi. Vừa khít lỗ đít. Đâu nhỉ, cái lọc đâu nhỉ? Vừa khít. Lọc đâu nhỉ? Khít lỗ đít. Hình như tao chưa cái lọc với tao chứ. Đít mà. Anh kiểm tra cái germ đi, ỉa không rửa tay thì đầy bết rồi đấy. Em ơi, mẹ mày, em chưa nghe câu là gì nhỉ? Câu gì em quên mẹ tên rồi, quên mẹ câu rồi. Từ. Nhớ đầu đang suy nghĩ lại. À. Ăn bẩn sống lâu, ăn cất châu bất tử. Nghe câu chưa? Chưa nghe, giờ nghe nhá. Đấy, check rồi, chưa nghiên cứu, check mẹ ngốc ơi. Tao chưa nghiên cứu, chết mẹ rồi. Tình cờ tinh cô Little Star. Ông Hoàng lỗ hỏng rồi. Chết mẹ, còn chưa nghiên cứu cái lọc ạ, chết mẹ. Fuck. Giờ đi tắm nha, bọn tắm này tí nhìn chờ bọn tắm cái chúng mày nhìn cái này mẹ. Của tao hoàn thiện rồi. Xong tí trường làm một bộ lọc nữa, lọc vào đây, trở về đây là xong. Chuẩn chưa? Chuẩn không? Đỉnh đã chịu được động cơ vĩnh cửu. Không. Chúng mày làm gì đấy chứ, đứng yên đây. Mất hết việc rồi, mất hết việc mẹ rồi. À đây có này nữa. Nhìn này, đấy, thấy chưa. Đấy, nhìn nhanh nữa bạn ơi. Đấy. Phẹt, đấy. Thấy chưa? Thì nhấn nước bật về này. Cái này. Thấy chưa? Xong tí sẽ có một máy lọc khác, lọc cái này mang nước về đây là xong, hoàn thiện bộ máy, đỉnh vãi cả bìu. Nhưng mà thật cái máy cái hả? Cái gì? Trình cố trình cố lý tốt ta, you look like a Godzilla. I will hit you with a car, send you somewhere very far. Don't fetch me long to the zoo, in the zoo, I can't wait to laugh at you. Ai dạy mày cái đấy? Đấy, thấy chưa? Ngỗng làm được con này, ngỗng, okay, đào nốt cái này, ngỗng, xuống đấy. Không đào đâu, không đào đấy. Đấy, nốt xuống. Còn cứu nốt kia là xong rồi. Ok, xong chưa xong lâu đấy nhỉ? Đến đâu rồi? Ở đây nó xong. 30-20, trời ơi, nhiều thế. Ngu quá, đéo nghĩ chuyện dùng máy lọc. Trời ơi. Còn gì nhỉ? Mình còn làm gì không nhỉ? Có gì đây? Máy ép bùn. Hả? Bình nước. Ta. Lò đốt gỗ. Tao làm từ cái máy massage mà chưa dùng cái bao giờ. 1, 2, 3, 4, 5. Tao đang rảnh. Thấy chưa ngỗng, thấy chưa? Thành tựu của tao thành công rồi. Yay. Yay. Bàng mắc xa cứng điện em mà bị điên à? Chết mẹ rồi, bàng mắc xa cứng điện, mày đéo biết vụ này. Đủ mà. Nhiều điện con này có sợ bị hỏng không nhỉ? Có sợ đủ không ta? Chắc là
Không. Chắc tí xây thêm pin nữa. Hoặc là tí vậy. Ôi tí không có tí nữa đâu. Không khác. À mày cắm mắt xa cần điện à. Ôi trời ơi. Mà học đâu có bài mẹ mày Godzilla đấy. Không. Trình cố trinh. Trình cố trinh khô li tô sa. You look like a Godzilla. Nghiên cứu đi tôi ơi, nghiên cứu đi. Rồi xem có kỹ năng hàng đệ mới không? Chưa có ai có kỹ năng mới à? Thôi mở rộng địa bàn tí xong rồi có gì mai làm tiếp. I will hit you with a car. Send you somewhere very far. Bố lại mình không ạ? Your face below in the zoo. I can't wait to laugh at you. Đấy. Đấy, giờ tất cả đào hết cái này đi. Voila. Ui. Sao? Chú đây. Chú đây. Làm sao? Chú ban nãy chú bảo nốt là bao nhiêu lâu? Mấy giờ rồi? 11:30 cụ rồi. Còn no 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 no. Lỡ rồi, lỡ mẹ bây giờ chẳng nhẽ bây giờ mẹ mình đã hứa là mình làm xong cái gì nhỉ? Nhà vệ sinh rồi đã xong đâu. Giờ không làm xong là tệ lắm ấy, thề. Tệ vắt cả bill ấy. Ôi chết rồi, mất toilet. Ôi giời ơi. Thôi nha, thôi nha. Cái này rơi đúng toilet, đéo ai được ỉa xong, đái dầm này, đái dầm rồi. Không. Dầm đài ôi, dầm đài rồi, dầm đài. Xong, đừng đái dầm, tao xin chúng mày đấy, đừng đái dầm, tao xin chúng mày đấy. Dầm đài. Xong rồi, nói dầm. Dầm đài. Mẹ ngu rồi, đừng nói dầm nha, xin đấy. Nhưng mà nhà vệ sinh đâu? Nó bị cái này bịt vào, nó rơi từ trên kia rơi xuống bịt. Xử lý nhanh cái này nhanh. Úi dồi, đái dầm rồi. Tuấn ơi, ôi dồi, xong rồi. À, cháu ơi, chúng ta đái dầm mọi người ơi. Đủ má, mà chết rồi. Đi mơ. Chúng tôi đái dầm kìa. Dọn đi. Gọi ông ngỗng xuống lau ơi. Ôi già đồ đái dầm. Đi mẹ. Ew. Mau. Già đồ còn đái dầm nữa. Ew. Mày có nói rồi, mẹ tao đang nghiên cứu khoa học ấy, mày tập trung nghiên cứu khoa học đái dầm ấy. Đi. Đẹp mỡ. Cái lọc đâu nhỉ? Cái lọc đâu ta? Đâu có lọc à? Không lọc tự hết rồi. Mẹ, chúng nó bắt đầu kêu rồi đấy, mẹ. Con ngỗng này. Mà nó hơi nhiều rồi đấy. Nốt cả, nốt cái này xong rồi, Sao? Đấy, máy lọc nước này. Ô kìa, cái xoay nhẹ nhỉ. Đấy, xoay lại. Rồi, chuẩn. Hệ thống nước là vào này. Xong. Ây da. Nhanh lên, không phải đáy dầm bây giờ. Bánh chắc cha bây giờ. Có xây cái này không ta? Rồi sao? Done bro. Xong rồi. Gạch vào đây này. Ôi mọi người ạ, à, không sao đâu. Ngỗng nghe nói là người già thường hay không kiểm soát được. Đánh chết mẹ mày giờ. Đúng không? Từ nếu mình nối vào cái ống. Ừ đúng rồi. Chú. Em chú ơi. Ok. Tao vừa mới hiểu vấn đề rồi. Vì có nước sẵn ở đây rồi, mình không cần nước nữa, mình chỉ bạn phá đi là xong. Đúng. Ủa, thế bây giờ chúng ta nghĩ ra hả? Cảm ơn, nói hơi nhiều nha. Ôi không sao mọi người ạ, chú dù sao cũng già rồi, không minh mẫn cho lắm ý, mọi người thông cảm nhá. Mẹ còn lại, Đi ê, sao?
Xây này, tập trung tất cả vào xây, tất cả nhân công rồi. Có oxy rồi nhỉ? Xem rồi. Góp men, đi. Bọn này nhiều việc quá à. Tất cả xuống đây làm mà. À không, không thể đào tới. Đào tới mà. Đấy, tới mà, không ác đào tới vớ vẩn. Đấy, canh chác đào đấy. Hợp lý rồi, ok góp mừng ơi. Xong một mình mới làm hết tất cả đâu rồi. Ngọng ơi. Ngọng. Hả? Gì? Xuống dưới. Không xuống, không xuống rồi. Không xuống đấy. Tất cả xuống dưới, tất cả. Nằm nhanh nào. Nằm đi đâu. À, gu rừng đây rồi, gu rừng. Bịt vào nhanh, tất cả bịt. Không sao. Xuống đây. Có sao đấy. Đái dô bù. Sao? Xong rồi đấy. Ơ kìa. Trời ơi. Chú ơi. Tao không cho mày ngủ đấy. Ơ, đi về. Phải cầm biêu. Đấy. Bóc lột sức lao động thế là được à? Được chứ. Tư sản mà. Hi hi. Ê, tại sao Guzen đã một Guzen kia? Tao có nhà tắm cho mày rồi mà. Đu đi mi. Thằng bị Junior đâu rồi? Đấy, có viên vitamin mày cho mày đấy. Mẹ. Còn với là cháu. Cờ Lê bảo cháu khi nào kiếm được anh bố xịn xịn. À, khi em anh bố giàu giàu thì nhờ mua hộ laptop xịn này. Đúng. Cái điện đâu ấy? Mẹ mày thề làm đâu quên đấy mà. Đúng mà. Đầu óc thế đấy, chết rồi. Cao mét 8 cơ. Giàu hay không, không quan trọng. Mình nghĩ thằng mét 8 thích mày. À đâu. Này. Sao? Dỗi. Chú coi thường cháu chú ấy nhỉ? Mày nghe câu mà... Mày phải hy vọng gặp thằng nào như thằng chú mày đấy, hiểu không? Mày biết nghe nha. Mày phải hiểu quá. Hãm lộn, hãm lộn. Tao không, mày không, hiểu. Không, để tao nói nốt. Người ta nói không. Dân Giang có bảo ấy là kiếp trước sống đức độ là kiếp sau thành người như tao đấy, hiểu chưa? Hiểu chưa? Thôi. Xong rồi bạn ơi, đây rồi, xong rồi. Hoàn thiện rồi. Nghe mà ngứa đi. Đấy, nhìn chưa? Cái này hút khí, hút nước đây xong thải đây. Đấy, thấy chưa? Trời ơi, hoàn thiện rồi các bạn ơi. Động cơ vĩnh cửu của tôi đấy. Đấy rồi. Hút liên tục. Chiu. Trời ơi, đỉnh không. Lại bảo không đỉnh đi. À thật, thế cái lấy nước ở đâu nhỉ? Ơ, nhưng mà cái ở dưới kia ấy, chú không bỏ con mẹ ra đi. Cái gì? Bịt vào nữa. Cái kiến chỗ chúng mà chú vừa bịt vào đây. Tao vấn đề, đây là cái lấy nước ở đâu ra rồi? Thôi mẹ hút lên. Hút lên mà đang đéo máy hút lên, từ mẹ. Nghe lời kinh chắc là sát lập tuổi trẻ rồi. Mẹ, ông ấy nói sai, ông ấy lừa mình rồi. Mẹ, mày hỏng rồi. À, ai nói với chú? Cháu đọc kinh chắc có thấy gì đâu. Tao đọc con mình bị lừa rồi. Đúng ra phải có cái máy bơm nữa, bơm vào đây. Bởi vì bây giờ nhá, bơm hết nước rồi, không có nước vào đây nữa rồi. Mình phải cho nó nữa vào đây. Đủ má. Hết bán nước bẩn rồi đâu nữa. Mẹ, mình lừa rồi. Lừa. Đấy. Đúng ta. Sai ta. Đây là việc của chú chứ sao chú hỏi cháu. Sai. Mẹ. Nhiễm khuẩn gì các bạn? Nhiễm khuẩn sao được? Nó dùng nước ở đấy là bị ngộ độc thực phẩm á. Nó dùng nước ở đấy thì nó tăng sức đề kháng. Không biết. Ôi, gì được nói. Lại bắt đầu. Mày nghe chuyện gì? Đi luôn cả làng rồi đấy. Nó nhiều nha, mẹ nó hơi nhiều đấy. Nghe nữa, nghe chú đâu. Nghe chú là sai phách. Nghe cô kiều thôi. Đúng rồi đấy, đúng cái chuẩn hơn rồi đấy.
chú xong. Hết nước bẩn để mà dùng rồi. Đúng. Xây đây, đúng rồi. Người ta lo không có nước sạch đây, lo không có nước bẩn. Nước bẩn quan trọng mày. Không. Cố lên cảnh sát, cố lên ngu rừng, xây đi. Ngược kìa chú. Hả? Ngược kìa. Ngược đâu? Rồi. Đúng mà, ngược đâu, nhìn nè. Giờ đi ỉa cái biết, đi ỉa đấy, giờ đi ỉa chưa? Đấy, ỉa rồi đây. Từ từ hold up. Ngừng ngừng thật cái sao nhỉ? Ồ hố. Đấy. Ồ hố. Đúng 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 đúng. Ồ hố. Nước sạch chảy đâu? Hả? Hả? Đấy, đúng rồi, xong, hợp lý, xong. Hoàn thành. Cái bắc cầu bị sai rồi anh Giai. Hả? Đâu các ông. Áo. Áo. Không ai nhìn thấy gì cả, mọi người không ai nhìn thấy gì cả. Mọi người ơi, ghi màn hình lại nhá. Ghi video mình màn hình lại nhá. Mọi người bảo nước có vi khuẩn kìa. Không quan trọng đâu. Cũng lắm phải uống vitamin mà khỏe gì đâu. Trồng dầu thì đi SH làm gì nữa, người ta đi ô tô mà. Lắc xù, các thứ. Đây, đúng rồi, cái này. À đây. Rồi, đúng rồi đấy. Có cái nhà vệ sinh thôi mà thở oxy nãy giờ. Ê, chú thấy chưa? Mọi người đã chụp lại hết rồi. Chú không thể biện minh được đâu. Thật sự. Cái vết xước của chú. Đấy. Trời, nhưng mà nước không ấy. Nhưng mà nước không sạch. Xong rồi bị ỉa chảy. Ỉa chảy thì uống thuốc. Ỉa chảy thì uống thuốc. Cười thế nhỉ. Ỉa chảy 5-6-7. Tiền đeo nó ra mà làm thuốc. Đã nghèo rồi cứ chết cái cơ. Đấy, xử lý đây. Thế ngang không? Thế ngang đánh nhau đi. Đấy, nó sẽ chảy nước, nó tí dọn được không ra. Thôi cái này đây này. Má ơi. Không ra, đấy xong rồi đấy. Hoàn thiện rồi đấy. Chú bấm coi lớp phủ vi khuẩn ở góc trên bên trái là thấy được vi khuẩn. Quê, tốt cố, cho cháu xem đi. Đâu? Góc trên bên trái. Lớp phủ. Ôi nước sạch. Những dòng nước màu vàng. Ôi rồi. Vệ mắc đạo như này đi. Trong mắt tao, tao bị mù màu vàng cho nên là tao chạy mọi thứ chả thấy gì cả. Tao chả thấy gì cả. Rồi, hôm khác nghĩ tiếp.